57% trẻ em sẽ dùng để chơi game. Theo một khảo sát vừa được công bố bởi Cell Cell, 42% số trẻ em tại Mỹ đang sử dụng điện thoại ít nhất 30 tiếng mỗi tuần. Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 7 năm 2019 với 1.135 phụ huynh tại Mỹ có con trong độ tuổi từ 4 đến 14. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trẻ em tại Mỹ sử dụng điện thoại di động từ khi còn rất nhỏ. Khoảng 40% trẻ em còn chưa đến 6 tuổi khi chúng sử dụng điện thoại di động lần đầu tiên. Đáng chú ý khi có tới 12% số trẻ em tiếp xúc với điện thoại di động ngay từ lúc còn 1 đến 2 tuổi, không phải ai khác. Các bậc phụ huynh chính là nguyên nhân dẫn tới thực trạng này. 40% phụ huynh được khảo sát cho biết họ đưa điện thoại di động cho con chỉ để đổi lấy một vài phút im lặng. 25% phụ huynh nói rằng họ mua điện thoại cho con cái mình với mức chi khoảng 250 đô la Mỹ, dù mua điện thoại cho con. Thế nhưng các bậc phụ huynh vẫn đang tìm cách kiểm soát chúng. Thực tế là có tới 88%. Số phụ huynh được hỏi thừa nhận họ biết được mật khẩu điện thoại của con cái mình. Theo Cell Cell cha mẹ thường cho con mình sử dụng điện thoại vì một trong ba lý do, để giữ liên lạc, trò chuyện với bạn bè hoặc dùng smartphone như một công cụ giáo dục. Tuy nhiên, thực tế là 57% số trẻ em sử dụng điện thoại để chơi game, 50% trong số chúng thường xuyên xem TV hoặc phim ảnh trên điện thoại.